trái xí màu trang đồng màu xanh dương nha các bạn. Đây. Wow, hai cậu cháu xí muội ăn đồ màu xanh dương rất là ngon nha các bạn. Có rất là nhiều luôn. Nguyên một bàn. Ngày học biết trẻ đâu á. Có cây phép thuật màu xanh dương luôn nha. Tôi còn để qua ghế đá nè, ghế bên này đi. Rồi đây có hai bạn mèo luôn, cậu ba là bạn mèo hơi bị bự luôn á nha, còn bạn muội nhỏ cho nên là bạn mèo nhỏ nha. Trời, bạn mèo của bạn muội đứng trên cái hộp xúc xích luôn hả con? Rồi để bạn mèo đứng bên này đi, đứng xuống đây đi, rồi mình sẽ kiếm cái gì mình ăn nha. Để cái này qua đây đi, chừng nào uống nước rồi đấy. Trước tiên là mình sẽ ăn cái gì? Biết mẹ biết là bạn muội thích ăn bánh Oreo đó mà. Bánh tí hon hả? Quá quá Oreo tí hon có chút xíu à. Rồi hai cậu cháu ăn đi, 1 2 3 chen. Con tưởng là nó bự ai ngờ cho tí hon. Mũi tưởng nó bự rồi qua. 1 2 chen gọi dính cục kem rồi ta anh rồi ăn đi ăn đi mà các bạn ơi, mất hết cục kem rồi. Bằng mũi dơ cái hộp bánh lên luôn con. Đây đó, hộp bánh Oreo nha các bạn. Các bạn ơi. Oreo mini, mini nè, người ta có ghi chữ mini ở bên ngoài. Bạn muốn ăn cái bự giờ bạn muốn ăn cái nhỏ là yeah. Tiếp theo mình sẽ thưởng thức món gì nữa đây? Tiếp theo mình sẽ thưởng thức món gì mọi? Thưởng thức cái này nữa đi. Bạn bạn muốn thích ăn bánh Oreo quá bây ha. Giờ cậu ba sẽ ăn bánh em nha. Cái đó là sô cô la. Sô cô la em. Rồi giơ lên các bạn xem nào. Đây các bạn ơi. Em nha các bạn. Rồi một thanh sô cô la em. Đây kéo đây. Hỏi kéo luôn. Cái đó xé được mà. Xé được mà. Đây. Thanh sô cô la bự luôn nha. Đây các bạn ơi. Wow, mùi bẻ ra nữa, bẻ ra cái. Wow. Nó có cái kẹo nhỏ nhỏ trong đây nữa các bạn ơi. Có kẹo nhỏ. Đúng rồi, kẹo nhỏ nhỏ đủ hết màu luôn trong đó luôn, màu xanh, màu đỏ, màu vàng luôn. Sao cho biết cảm giác coi. Ngon mê ly luôn các bạn ơi. Ngon mê ly. Thơm sô cô la quá trời luôn. Tại vì con bóc được một cục kẹo mà. Ngon mê ly các bạn ơi, ngon mê ly. Nó này để lại đi. Để dành. Ngon quá, để dành tối ăn tiếp. Rồi tiếp theo bạn muội với cậu ba sẽ thưởng thức món gì ta? Mì tôm chôm. Wow, mì tôm. Mì tôm đây là có nước mới ăn. Đây là mình sẽ thử thách 24 giờ ăn toàn đồ mà xanh dương thôi các bạn ơi. Cái này là khi nào mình đói bụng lắm á là bắt đầu mình lấy ra mình ăn. Giờ sẽ kiếm món gì mà ăn liền được luôn á muội. Ăn được luôn hả? Tất nhiên dạ. Đây. Tất nhiên là bánh que, bánh que, bánh que, tiếp tục là bánh que Oreo luôn nha. Cậu ba có một hộp nữa nè, cậu ba mở. Cậu ba cũng Oreo mà Oreo khác cậu ba ơi. Khác, hai hộp giống, ủa hai hộp giống nhau hay khác nhau? Khác nhau, hơi giống. Khác nhau, hơi giống thôi. Cái này là cái cọng nó ốm hơn, còn này là cây cây nó ống, nó mập hơn. Thử cái ốm trước đi. Bạn mũi ơi. Bạn mũi lấy kéo, bạn mũi cắt ra. Được không? Cắt ngọt vậy. Bạn mũi cắt theo chiều dọc nha, mọi người không cắt theo chiều ngang. Mà bạn mũi cắt theo chiều dọc. Wow. Rồi mở ra xem nào. Wow. À, có những cái cây như là chiếc đũa vậy các bạn. Rồi. Có 2 cây. Rồi. 2 cây đi, 1, 2, 3. Ai chiếc đũa các bạn ơi, lời đũa. Lời đũa, lời đũa. Lời đũa, lời đũa. 1, 2, 3, chen, chen, chen. Chen, chen. 2, 3, chen, chen. Chen, 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 chen. Thôi, chen mới gọi được rồi. À được rồi, ăn đi, ăn đi, ăn đi. Bạn Mũi gấp cây của cậu ba rồi. Bạn Mũi ơi, bạn Mũi không phe cái nơ cột tóc của bạn Mũi do mẹ làm. Đâu là lại đây đây, xích lại đây vô các bạn xem. Đây mẹ có làm cho bạn mũi cái nơi cột tóc và xanh dương luôn, rất dễ thương nha. Ngon quá, ngon cực kỳ luôn các bạn ơi. Ngon lắm các bạn ơi. Con
nhiều hơi no no rồi. Bảo muối hơi no no rồi. Hơi no no rồi. Chen chen. Đây, ngon lắm nha. Rất là ngon nha. Ăn xong rồi còn rất là nhiều nha các bạn. Còn buổi sao? Đó, mời các bạn nha. Mời các bạn ăn đi. Các bạn ăn đi. Rồi, mắm 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 mắm. Bọn Mũi cho bọn mèo con của bọn Mũi ăn đấy. Mắm 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 mắm. Ngon quá. Cho mèo mèo cậu ba ăn với cò. Mắm 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 mắm. Ngon quá. Ngon quá. Còn rất là nhiều món đây nè nha. Bánh cá nè, snack khoai tây nè. Rồi cái gì nữa đây? Snack rong biển nữa nè. Rồi bánh sữa chua. Nước uống. Mẹ. Xúc xích. Ê, mẹ đây là hai chai sữa Mũi á. Vậy hả? Gia đình Mũi hả? Gia đình đó hả con? Dạ. Giỏi quá. À. Ở đây là bánh này nữa màu xanh nữa nè. Rất là nhiều. Bánh bông lan nữa. La. Gia đình á, con ăn gia đình đi, con ăn gia đình đi. Tiếp theo sẽ ăn gì đây ta? Còn rất là nhiều món kìa cậu ba. Món được rồi, được rồi. Hay là uống nước đi. Uống thôi nước màu xanh đi. Nước đi. Giờ mình sẽ uống cái gì đây ta? Fanta đi nha các bạn. À. Là mỗi uống gì ạ? Uống nước sữa chua. Thôi uống chung cậu ba đi, có ngay ly uống đi. Cậu ba sẽ phun Fanta nha. Mũi cẩn thận nha con, cái đó phun ra rồi nó chảy chảy kia lắm á. Nó xì ra đó, để cậu ba khui uống cho. Uống Fanta trước nha, để đây mình khui nha, để xì tùm lum. Wow, đổ ra ly luôn. Cái đây, bây giờ hai cậu cháu cùng uống nước mà xanh dương luôn nha. Bỏ ra ly nha con. Đây. Bỏ ra ly uống. Đây. Để cậu ba đổ ra để đổ. Đó. Wow. Uống màu xanh luôn, xanh dương luôn. Wow. Ngon, mọi người uống thử coi ngon. Sao theo. Cho nó hết bọt đã. Nó có ga đó con, nó có ga. 1 2 3 vô đi. 1 2 3. Vô. Chen. Đã quá ha. Thơm quá. Thơm ghê luôn, đổ nước ra thơm. Đây là nước màu xanh dương luôn nha các bạn. Xanh dương rất đẹp luôn nha các bạn. Đây. Wow. Ngon không? Mũi ngon không con? Con hay trong cháo chợ đó uống nước này chứ gì là xanh dương thương. Vậy hả? Mũi xem ở đâu mà uống nước đó là màu xanh dương luôn. Hà Sam. Quá the luôn. Quá the luôn. Vậy. Cái này là tại nó có ga, nó có ga tha the. Rồi tiếp tục ăn cái gì nữa đi, uống nước không rồi. Khác không rồi, bây giờ mình tiếp tục ăn gì nữa đây. Mọi người ngồi xuống đi. Wow, cái lưỡi mọi người màu xanh luôn kìa cậu ba. Màu xanh luôn. Nước này kêu bằng nước nhuộm lưỡi hả mọi. Nhuộm lưỡi màu xanh luôn. Rồi để đi bạn mọi người được không? Có chỗ để không? Rồi. Bạn mọi người muốn thưởng thức món gì nữa con? Món gì màu xanh nữa? À, cái bánh sữa chua này đi, bánh sữa chua dễ ăn đó. Chua đây hả? Đúng rồi. Bánh sữa chua cái vạch bánh bự lắm nha các bạn. Bây giờ mình sẽ ăn thử bánh sữa chua nha. Chua nha. Ăn cái gì đây? Ủa. Đâu, con với cậu ba ăn chung đi. Để cậu ba mở cho. Cái đó là kẹo gum á hả? Kẹo sô-cô-la luôn, sô-cô-la giống lúc nãy ăn vậy. Viên viên á. Để cậu ba bánh sữa chua, ăn sô-cô-la đi nha. Wow, mời các bạn nha. Hai cậu cháu. Cái này khó mở dữ ta. Xé ra thôi. Dùng hết sức mạnh mở ra được không mọi người. Cái này. Nhìn bánh sữa chua nhìn hấp dẫn quá ha. Trong nhất có tẩy thép sữa chua luôn dạ. Hồi ba. Sữa chua đúng không? Hết trong này. Sữa chua nha, rất là thơm sữa chua. Đâu. À thơm sữa chua quá. Bạn Mũi ăn gì? Ăn sô cô la nữa kìa. Hồi ba con hay nó màu xanh dương không vậy? Để xét cầu lông luôn. Ồ, bên trong có rất là nhiều màu nữa các bạn. Kẹo của bạn Mũi á cậu ba, bên trong nhiều màu lắm luôn. Các bạn ơi. Nhiều màu nha. Màu gì bạn Mũi? Nhiều màu quá. Đúng trời. Màu hết. Đủ thứ màu luôn. Xanh, màu đỏ, màu vàng, xanh dương, xanh lá cây. À. Sắp trời mưa xuống rồi, trời mưa xuống đây nè. Rồi. Wow, đây. Cái bánh sữa chua ăn ngon quá. Cái nhân sữa chua. Đúng rồi. Đúng không? Bánh đang có cái nhân sữa chua chứ còn bánh ở ngoài giống như là bánh mì ngọt bánh sandwich con muốn ăn mì chấm khô
À, bạn mùi ăn mì tôm khô luôn cậu ba. Ăn mùi ăn mì. Rồi đây. Ăn mì. Cho hai cậu cháu thử thách 24 giờ ăn toàn đồ màu xanh lá cây thôi nha. Ăn đồ màu xanh lá cây và uống nước màu. Ủa là nãy giờ nó nhầm. Hai cậu cháu sẽ ăn đồ màu xanh nước biển và uống nước màu xanh nước biển luôn. Lấy bầu trời xuống ăn luôn. Lấy bầu trời màu xanh xuống ăn. Bầu trời màu xanh đi các bạn ơi. Đây, hai cậu cháu muốn lấy luôn bầu trời xuống ăn. Ăn luôn cả bầu trời nha. Rồi ăn mì tôm đi. Chiên chiên chiên. Chụp nguyên cái đó này luôn. Chiên chiên chiên. Ăn gian. Ăn gian. Chiên. Ôi đỏ chùm dâm. Đỏ chùm dâm. Cái bàn thức ăn của hai cậu cháu xí muội đó các bạn phải ăn trong 24 giờ mới hết á. Mà bây giờ chỉ có mấy phút thôi cho nên là ăn không có hết được nha. Ăn được cái nào hay cái đó thì ăn. Chừng nào đói thì ăn, đúng rồi. Đây là mì bò cuộn phô mai nha các bạn. Bạn mèo của muội cần ăn, bạn mèo cần ăn. Mèo của cô ba đâu, cô báo cho bạn mèo của ba ăn gì hết trơn. Ngủ rồi. Mèo của ba đi ngủ rồi bạn muội ơi. Mèo của bạn muội ham ăn dữ. Mèo của bạn muội ham ăn dữ, mèo của ba đi ngủ rồi. Tôm ngon quá. Rồi hai cậu. Em muốn ngủ quá, em đi ngủ rồi. Em đi ngủ rồi. Hai cậu cháu có muốn thưởng thức thêm cái gì nữa không? Xúc xích không? Bây giờ sẽ ăn xúc xích nha. Xúc xích chấm chấm quá trời kìa. Nó còn ba mà. Ôi, ăn trộm. Ăn trộm. Ăn trộm, ăn trộm chạy trốn rồi. Mặc đồ màu xanh dương trốn nổi bật lắm con ơi, trốn không được đâu. Thấy hết trơn à. Đây có gì ăn trộm nè. Ăn trộm. Rồi. Tên trộm. Đây các bạn ơi, bây giờ sẽ ăn xúc xích nha. Xúc xích. Xúc xích BB Queen. Không biết sách gì luôn. Xích nha mọi. Đây nè, ba hộp nữa nè. Quá trời luôn, xúc xích rất là nhiều luôn. Nhà mở mấy hộp giờ, mở một chấm chấm, một mở một hộp ăn trước đi. Qua wow, mọi ăn mì tôm dữ mọi. Mọi ăn mì tôm nhiều quá nha. Nhà này không? Wow, đây. Tới ăn xúc xích kìa. Bạn mọi chọn cây xúc xích. Wow, bên trong có cái màu khác nha bạn mọi. Màu gì? Bạn mua ăn hộp xúc xích kia rồi. Bạn mua thích hộp xúc xích kia rồi. Bạn hộp này. Wow, hết chỗ để luôn rồi mọi ơi. Mỗi người một hộp. Để lên, để lên, để xích lên đây nè. Chỗ trên này còn trống nè. Sao con mấy cây được mấy cây của bạn mua mấy cây? Ôi sao bạn mỗi 4 cây, cậu ba có 3 cây vậy kìa. Cậu ba có 3 cây hả? Xúc xích cậu ba có 3 cây à? Đi của bạn mùi được 4 cây luôn. Quá trời luôn. Màu cam không à? Của bạn mùi màu cam không à? Mùi lấy 1 cây màu cam của cậu ba luôn á. Là 5 cây. Ăn 1 cây đi con, ăn thử xem ngon không. Lấy kéo qua, lấy kéo qua, lấy kéo rồi. Lấy kéo cho bạn mùi cắt xúc xích. Con ngồi xuống. Con để ly lên bàn á con. Đúng rồi, để ly lên bàn rồi mình cắt ra. Cậu ba còn ăn sốt nữa kìa. Sốt nó ngon chứ. Mỗi mỗi làm được không? Để cậu ba làm cho. Ôi đó. Xong. Hết đó, ăn cái đó. Cái đó là cho mèo ăn. Mèo ăn luôn. Cho mèo ăn luôn rồi. Mèo cậu ba ngon quá, mùi ngon quá. Bạn mùi khỏi sốt, bạn mùi ăn luôn kìa cậu ba. Bạn mùi cắt tới đâu, bạn mùi ăn tới đó luôn, giờ xong. Mùi dữ thiệt. Bạn mùi ăn hết cây rồi, cậu ba chưa ăn được cây nào hết. Mình ăn hết cây là mình chiến thắng đó bạn mùi. Hết chưa con? Hết rồi. Hết rồi, yeah, chiến thắng, yeah. Ta. Rồi, bạn mũi muốn ăn gì nữa không con? Ra đừng bỏ mì tôm vô chứ. Bỏ mì tôm vô lắc lắc mới ngon chứ cậu ba. Bạn mũi bỏ mì tôm vô ly xúc xích của cậu ba luôn nha các bạn. Để lắc lắc lên ăn nó mới ngon. Bạn mũi có khát nước thì uống nước nữa thì con. Cậu ba mượn kéo xíu mùi đi.
nè, xả nè. Uống nước đi, uống nước màu xanh đó. Con trẻ một cái tùng vô. Cái này nước này nó có bia luôn á. Nó có bia. Để cái đồ, cái bọt, nó có bọt. À cái bọt ha, con đâu làm lại. À nó nổi bọt lên phải không? Đâu. Nó bởi bọt ra bọt lên đó. Hả cậu ba? Người ta nổi bọt nó có bia. Uống cắt nước chưa? Uống cái này nè. Đâu. Nè. Bỏ mặt cái ly này hết rồi. Ly này giờ đầy quá rồi. Hết chỗ uống rồi nè, uống cái này đi. Đúng rồi, uống cái hộp để cho nó nhỏ đi. Đây là gì ta? Rồ bi. Rồi bi nha. Đây là rồ bi nha các bạn. Có ông hút cậu ba? Có hút trong đó không? Không có ông hút, không có cho ông hút. Ông hút không có. Thôi giờ mình gỡ ra mình uống luôn đi. Mở ra uống luôn con, mở cái nắp ra. Để cậu ba mở cho, cậu mở vậy đổ đó. Mở cho mọi người. Để cậu ba mở, để cậu ba mở, đừng cắn nha. Ôi, đừng cắn nha. Con mở được mà. Mở đứng xa xa cậu ba ra nha. Rồi đây. Đứng xa xa ra để trúng cậu ba. Văng nước tùm lum ạ. Chưa. Rồi, mở ra đây. Rồi, uống đi. Uống đi con. Ngon không? Sao? Cho biết cảm giác thế nào. Cậu ba lắc à, cậu ba lắc xúc xích. Trong thời gian bạn muốn uống rượu bia thì cậu ba lắc xúc xích. Ôi, bạn ấy uống hết, hết vậy luôn kìa cậu ba. Một hơi hết luôn à, vậy là ngon lắm á. Nãy bạn mùi có lắc trước khi uống không Kata? Cái này hình như cũng lắc trước khi uống nè. Lắc đều trước khi uống. Thơm ngon không mùi, thơm ngon. Thơm ngon tới giờ cuối cùng. Rồi hết rồi, đưa cậu ba đi, bỏ rác đi. Đây, ta uống ly nữa không? Không cái nữa không? Uống nữa không? Thôi. Không, không, không. Một chai là đủ rồi. Chai không là đủ rồi. Dạ, bạn Mũi ơi, không? Bây giờ bạn Mũi ăn gì? Ăn xúc xích với cậu ba kìa. Nè. Bởi vì tôm giòn lắc cho ngon. Đó, ăn đi nha. Hai cậu ba chen chen. Hai cậu cháu chen chen ở chợ cậu ba chen chen đó. Cậu ba có cái này nó có hình cái con con chim, con chim. Lá cây các bạn ơi. Chim màu xanh lá cây của Mũi á, màu xanh lá cây của Mũi. Cậu ba ăn giang. Ăn vô đi. Thấm mạnh vô nha, chứ để nó rớt. Được không con? Cẩn thận nha, 1, 2, 3 chen đi. Cắn cho. 1, 2, 3 chen. Ngon quá, ngon. Ngon quá. Ngon quá, ngon quá. Ngon quá các bạn ơi. Wow, còn rất là nhiều món nè. Cái này chưa ăn nè, cái này hình như chắc cũng ngon. Ô, khè lửa mọi ơi, cái này khè lửa nè. Nè, lửa để cho lửa ăn. Nè, lửa nè, cay. Khè lửa cho mẹ xin mồi ăn nha. Khè lửa nè. Bỏ cười nè, bỏ cười nè. Khè lửa ăn mới ngon chứ. Trời, bạn quen luôn, khè lửa ăn mới ngon cậu ba. Khè lửa ăn mới ngon phải không? Cay ăn mới đã chứ, cay ăn mới đã. Ăn xong rồi uống nước mà sinh dương, chen một cái nữa. Tao gỡ em lấy ra coi. Cái đó mực khô đúng không? Đây, bà lấy cho. Mực xíu nè. Sao sao khè lửa không? Không. Sao vô Mũi? Chuyện gì đã xảy ra? Bỏ kẻ luôn, đây được cái. Chuyện gì đã xảy ra mà phun lửa đây nè. Ăn mỗi một miếng thôi, phun lửa ra, khè lửa ra. Có khè lửa không cậu ba, ăn thử coi. Mũi ăn vô cái nhảy dữ vậy. Sao? Đang chờ đợi á, đang chờ đợi nhận xét á. Quá hấp dẫn không các bạn ơi, ngon quá. Ôi, bà Mũi kìa, bà ngon lắm. Đã lắm. Uống cà bi đi. Thôi uống cái nước màu xanh dương đi, hai cậu cháu cùng ly một cái nè. Chào tạm biệt các bạn luôn. Video mình hơi bị dài luôn rồi đó. Đúng rồi. Chào các bạn đi. Wow, bà Mũi uống thêm một cái chai nước màu xanh dương nữa nha các bạn. Cái đó là gì vậy cô ạ? Thức uống hương vị sữa chua và chanh nha. À, sữa chua và chanh. Mũi uống nha. Cầm chai uống luôn. Nè, cẩn thận nha. Cẩn thận nha. Gì, ăn gì? Ăn mực khô đó, ăn mực khô uống cái này nó mới đã nè. Sữa chua với chanh. Trời ơi, đã chưa, đã chưa, đã chưa. Chua. Chua không? Cảm giác thế nào con? Cảm giác chua hay ngọt? Chưa biết, chưa biết được. Ồ, ngon đó nha.
biểu dấu hiệu vậy là ngon á nha, nhìn nhìn cái tay bằng mũi kìa, qua kìa nhìn tay bằng mũi kìa, đó chứng tỏ là rất là ngon nha. Dữ vừa uống mà vừa ngon. Cậu ba uống không? Ngon được rồi. Cậu ba uống nữa. Có ghe. Bạn muốn uống tiếp, bạn muốn uống tiếp. Cậu ba vô nước mà sao lên duyên một với muội cái cậu ba. Các bạn nha. Chen. Chen. Ồ bạn muội. Con cũng có ly mà xanh dương đó. Wow, đã không? Đã không? Đã chưa? Đã chưa? Hai cậu cháu ăn màu xanh dương đã chưa? Quá đã luôn, quá no luôn các bạn ơi. Cảm thấy xích nè. Ăn đi, ăn hết luôn đi. Nè, bà mùi ăn đi. Mùi ăn luôn, mùi ăn luôn. Để nha, chào bạn đi rồi chúc ăn tiếp ha. Chào nè. Các bạn ơi, bữa ăn màu xanh dương của hai cậu cháu xí mùi đến đây xin kết thúc nha các bạn. Chào các bạn nha. Bye bye các bạn nha. Chào tạm biệt các bạn nha. Chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ, may mắn và bình an nha.